em bị câm. Bất ngờ chưa bà già. Anh ra cái đó, đó. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cam đổ. Anh ra, anh ra. Anh ra. Cái này cam nè, cái này đỏ nè. Cái này cam đỏ nè, xong rồi sám sám. Anh ra, anh ra. Sám. Anh ra. Bê, bê, bê. Bê đi, bê đi. Anh ra, anh ra. Thật vô nghĩa. Phục 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 vụ bên đây nữa, bên đây thành viên đội thắng luôn nè. Rít phản. Dạ. Em muốn sạp thì chị coi. Muốn sạp. Ê. Em muốn sạp thì cũng phải có người đặt sạp cho em mới muốn được chứ. Đúng rồi, mấy bé thua ra sạp đi. Ê. Mẹ già. Anh đâu biết muốn sạp. Ủa, vì mẹ nhảy thôi. Mẹ nhảy sạp được không? Nhảy sạp nó đàn ông lắm. Ủa gì vậy? Không, phải kê dưới. Đúng rồi. Kê dưới. Kê dưới. Kê dưới. Làm gì đủ người đâu anh. À, hiểu, hiểu, hiểu. Rồi ai ra chơi? Em ra chơi đi, em chậm đèn ra chơi đi. Chị bạn đi. Trời ơi, chơi cái này nó dễ lắm hiểu không? Chỉ cần chặt co chặt. Để em về cái này cho push lên nhảy đi. Đó, nó làm cái lỗ nó chè hẻ ra em nhảy vô không? Nè, 2, 3. Chặt co chặt, chặt. Hai đứa ơi, tập trung không? Okay. Một xong rồi vào luôn á. Đúng rồi. Một là tập qua, tập qua 2, 3. Chẹp, chẹp, co. Chẹp, chẹp, co. Chẹp, chẹp, co. Chẹp, chẹp, co. Không có nhịp đâu. Cái nhịp chẹp cò đó. Cái nhịp cò mà đi kẹp rồi gớt giò. Lại nè. Biểu diễn đồ này nọ nha. Vô 2, 3. Chẹp, chẹp, co. Chẹp, chẹp, co. Chẹp, chẹp, co. Chẹp, co. Ủa, cái liệu. Ủa, cái liệu. Tại sao vậy? Em muốn ăn xi que chú Tấn. Đó chưa, vô đi. À, làm đồ văn nghệ rồi đi. Vô, tất cả tôi đi ạ. Để tôi bước. Em đến trường. 2, 3. Hôm qua 1, 2. Hôm qua em đến trường. Em nhảy xấu gần, xấu gần. Ủa, gì vậy? Em biết nhiều không vậy? Cái đường tới trường nó khó lắm. Thôi ai hát giùm em đi, không có tập trung. Đây, hát vô. Rồi, 2, 3. Hôm qua em tới trường. Mẹ dắt tay từng bước. Em đi xíu qua trường hả? Em không biết cái nhịp này. Sao cái gì vậy? Sao không biết vậy? Để hát chậm hơn, em muốn chậm hơn đi cho nó dễ, dễ làm. Ok. Để em muốn chậm hơn nữa. 2, 3. Hôm qua em đến trường. Con này không có nhịp. Phải. Chậm thế không đi đó. Cái rộng là 2, cái là 1. Anh ơi, con nhỏ là không có nhịp. Em có nhịp đó chứ. Ok. Nhưng mà đừng có đếm lên tiếng. Đếm lên tiếng người ta nghe, người ta vô. 2, 3. Hôm qua em tới trường. Chị đơ cái mặt chị ra luôn. Xịt keo luôn. Cái này giật ngồm nó bảy hay gì? Em tới trường em giật đồ hả? À, mấy đứa này không có gì phách người đúng cho rồi. Mình thôi. Ê, đấy, hiểu quốc lưỡi không? Này, đốt thang đâu. Này đâu đốt thang. Em tưởng tượng vậy thôi mà. Bắt bếp hả? Hay bếp. Quá, hay quá. Thở lưỡi. Wow. Rồi coi chừng phỏng quá nha. Nắng hà đi. Mây trôi lang thang cho hà buồn. Ý nghĩa gì? Thì coi có đúc đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng anh. Rồi ai biết mẹ buồn yêu rồi khi mẹ với cậu thấy ngồi thì hai chị em đồ ăn lẩu với chi. Không. Nhớ nha mọi người ơi. Rồi đội của Giang xong. Trời ơi cái đội kia chán ghê á. Chung màu nha. Chung màu. Ủa sao lại tôi quăng hồng qua đây mà không thấy hồng vậy?
Cam đâu? Làm tiếp đi, tiếp đi, cái bao nhiêu? Cam, đỏ, huy, huy, anh cam rồi đó, đỏ. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cam đỏ. Anh Giang. Cái này đỏ nè. Thật vô nghĩa. Xanh. Ủa xanh Ngọc xíu kia. Lệnh bánh nó không ăn gian mà dục Xanh Ngọc của người ta đó. Quy On đâu đi được. Trời ơi, sáng cái đầu bây giờ mất trí nhớ. Quy đạt ăn gian đây luôn. Đó là do các bạn ăn gian, bây giờ sẽ phải làm lại. Cái đội ăn gian phải thua chứ làm lại ta. Đội nào ăn gian chứ đội đó phải thua chứ. Quảng Liên. Anh biết không? Không. Em đi mù mèo. Rồi, không chơi ăn gian nha. Cam. Vô liền nhanh em. Tập trung nào. Chuẩn bị. Đi đây nói chuyện đi con. Em bị câm. Bất ngờ chưa bà già. Rồi. Chuẩn bị. Đó. Chẹp co. Chí liệu. Tấn. Mà sao vậy? Em muốn ăn xin que chú Tấn. Nó chưa vô đi. Làm đồ văn nghệ rồi đi. Vô tích vô đi ạ. Hôm qua 1, 2. Hôm qua em đến trường. Em nhảy sáu gần. Ủa? Cái gì vậy? Cái đường tới trường nó khó lắm.